Mối tình, những cái mối tình về sau thì tụi em quen cũng được 2-3 năm. Thì do là không có hợp quan điểm á, tụi em cũng có từng sống với nhau khoảng 1 năm. Sống thử đó hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có hợp. Nên là thấy cái người đó thì họ có vẻ tư tưởng em thì hướng nội, bạn thì hướng ngoại. Cộng thêm là tại vì bạn khá là thực dụng nên là em từ từ em cảm thấy quan điểm không có hợp nên là không có tiến tới nữa. Thực dụng cụ thể là sao? Thực dụng về vấn đề gì? Như em nói thì cái vấn đề thực dụng thì tức là tư tưởng có hướng ngoại thôi. Em thích xài tiền mục đích khác, cô ấy thì thích xài tiền mục đích khác. Nên là hai cái tư tưởng nó không gặp nhau. Vậy phải là thực dụng. Vậy sao gọi thực dụng được? Không phải thực dụng đâu. Tôi phải đi qua nè. Chào, dạ. Chào, nói nghe coi. Chào em. Chào chị. Thì ví dụ như bạn gái thì thích đi du lịch, còn bản thân em thì em không có thường đi du lịch. Em thì em thích mua sắm này nọ. Cho nên là thực dụng chưa? Rồi tới chỗ thực dụng chưa? Cũng khó nói nhưng mà em cảm nhận được là hai cái tư tưởng nó hoàn toàn không có hợp nhau. Cái mà dùng từ chữ thực dụng là nó ghi nó đúng nó rồi, cái từ thực dụng là nó nặng lắm đó. Nó nặng đó. Lúc mà chưa có mở rào á thì em hơi băn khoăn cái việc là thứ nhất là anh có một mối quan hệ với một bạn nữ thì kéo dài 2-3 năm và có sống thử 1 năm thì khoảng thời gian 3 năm không dài nhưng mà cũng không ngắn, nhưng mà mình nói với bạn là mình không hợp nhau thì em thấy đó là một cái lý do chung, em cảm thấy là nó chưa thuyết phục lắm. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Em là Phạm Minh Tâm, em năm nay 32 tuổi, em đang làm việc trong lĩnh vực khách sạn. Làm khách sạn, làm dịch vụ hay là làm kỹ thuật hay là quản lý? Là quản lý, quản lý lĩnh vực khách sạn ha. Dạ đúng rồi. Mời nhà gái. Chào tất cả mọi người, em tên là Liễu Ngọc, em 26 tuổi và đến từ Vĩnh Long. Thì hiện tại thì em đang là team leader của bộ phận hỗ trợ đối tác của một công ty về thương mại dịch vụ. Thì hiện tại em đang ở quận 11. Mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của bản thân em thì rất là hòa đồng với mọi người, có trách nhiệm trong công việc cũng như là hiểu chuyện. Còn chị thấy em rất là tự tin. Dạ cảm ơn chị. Còn về nhược điểm của bản thân thì em có hạn chế trong cái việc tìm đường. Em hay bị đi lạc với mù đường đó đúng không? Dạ. Với lại cái khả năng nấu nướng thì nó cũng không gọi là xuất sắc lắm. Nấu nướng thì thật sự ra bây giờ không quan trọng lắm đâu nên em đừng lo. Rồi mời em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình. Em khá là quyết đoán trong công việc. Em là người đàn ông của gia đình. Em thích làm những cái việc, những cái gì tốt nhất cho gia đình. Còn khuyết điểm thì đôi khi thì cái tính em nó hơi cứng nhắc. Thì bù lại tại vì em quyết đoán cho nên là em sẽ hơi có những cái nguyên tắc khó thay đổi được. Quản lý mà đúng không? Phải nguyên tắc mới làm việc được á. Nhưng mà về gia đình em có nguyên tắc như vậy không? Cứng nhắc như vậy không? Dạ không, thì gia đình thì mình linh động, linh hoạt thôi. Nguyên tắc tức là sao? Tức là thí dụ như đồ đạc em để ở đâu thì em không thích ai đụng chạm hoặc xê dịch đó. Ngay cả ở nhà luôn? Dạ đúng rồi. Tức là tất cả nó phải theo một cái trình tự sạch sẽ, ngăn nắp. Vậy cũng hơi khó đó nha. Bên kia bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em khoảng 2-3 mối tình. Tại vì tại sao em nói khoảng, tại vì có thời gian tìm hiểu nhưng không có thành. Mối tình, những cái mối tình về sau thì tụi em quen cũng được 2-3 năm. Thì do là không có hợp quan điểm, tụi em cũng có từng sống với nhau khoảng 1 năm. Sống thử đó hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có hợp. Nên là thấy cái người đó thì họ có vẻ tư tưởng em thì hướng nội, bạn thì hướng ngoại. Cộng thêm là tại vì bạn khá là thực dụng nên là em từ từ em cảm thấy quan điểm không có hợp nên là không có tiến tới nữa. Thực dụng cụ thể là sao? Thực dụng về vấn đề gì? Như em nói thì cái vấn đề thực dụng thì tức là tư tưởng có hướng ngoại thôi. Em thích xài tiền mục đích khác, cô ấy thì thích xài tiền mục đích khác. Nên là hai cái tư tưởng nó không có gặp nhau. Vậy phải là thực dụng. Vậy sao gọi thực dụng được? Không phải thực dụng đâu. Tôi phải đi qua nè. Chào, dạ. Chào, nói nghe coi. Chào em. Chào chị. Thì ví dụ như bạn gái thì thích đi du lịch. Còn bản thân em thì em không có thường đi du lịch. Em thì em thích mua sắm này nọ. Cho nên là... Rồi thực dụng chưa? Rồi tới chỗ thực dụng chưa? Cũng khó nói nhưng mà em cảm nhận được là hai cái tư tưởng nó hoàn toàn không có hợp nhau. Khi mà dùng từ chữ thực dụng là nó ghi... Nó, đúng rồi, nó cái từ thực dụng là nó nặng lắm đó. Nó nặng đó. Dạ. Thật ra thí dụ anh chơi với ai mà nói trời em chơi thực dụng quá là coi như là thực khỏi dụng chơi tức là người đó. Ta chỉ nghĩ tới vấn đề tiền bạc và quyền lợi cá nhân của người ta thôi. Người ta không quan tâm tới quyền lợi của người khác và không quan tâm tới cái nguồn tiền từ đâu ra. Đôi khi thì cũng có cái vấn đề đó nhưng mà nói chung là bởi vì cái gì qua rồi em không có tiện nhắc những cái cũ á. Còn cái chuyện mà em nói là cái gì mà không ai dời được của em á, cái đó cũng hơi kỹ chút xíu. Theo anh là có thể giảm chút xíu được không? Không, bây giờ qua thấy
cái hình ảnh của bạn này, ngoại hình rồi, phải không? Mướt. Thì mới hiểu được là lý do tại sao bạn đúng nói rồi. Mà bạn nhận xét được bản thân của bạn như vậy là rất là tốt nha. Thì đây nè mọi người, đầu tóc láng mướt, nó bóng mà nó bóng tới cái mức mà tôi có thể thấy được cái mặt tôi trong đây. Đúng ra là em phải đứng ở vị trí của anh mới đúng hơn. Đúng rồi đó, bên đây ta MC. Anh MC mà anh bê bối quá. Mặt nó hùng thiệt. Áo là chỗ nào là nó vô đúng cái chỗ đó không? Đúng rồi, áo anh chỗ có chỗ không. Ông, bạn này là một người rất là chỉnh chu về cái bề ngoài của mình, rất cực kỳ chỉnh chu luôn. Còn cái bề trong như thế nào thì tí tìm hiểu thì mới biết. Để hỏi đối tác của em coi rồi, bao nhiêu mối tình rồi. Mấy mối tình rồi cưng? Hiện tại thì em có trải qua một mối tình kéo dài 2 năm và cũng kết thúc 2 năm rồi chị. Sao chia tay? Thứ nhất là em chưa thấy bạn nam có định hướng trong tương lai. Và nếu như có thì cũng chưa có hình ảnh của em trong tương lai của bạn. Thứ hai nữa là em mong muốn nhận nhiều hơn cái sự quan tâm từ bạn. Nên là tụi em quyết định chấm dứt. Dừng lại. Rồi vậy thì em nói luôn về cái mong muốn nha. Mình có một người bạn trai như thế nào? Dạ, em sẽ ấn tượng với một bạn nam. Thứ nhất là có công việc và sự nghiệp ổn định. Thứ hai là bạn sẽ gọi là hiểu chuyện và biết điều. Thứ ba sẽ là một người cần có sự lãng mạn. Thứ tư là biết chăm sóc bản thân. Và cuối cùng thì em sẽ ấn tượng với một bạn nam có chiều cao trên khoảng 1m75. Chưa, nó hơi cái chỗ túi nó cứng cứng chút xíu. Thiếu một chút thôi. Chút xíu chứ. Em cao 1m62 rồi. Thứ hai là mọi người nên trừ hao cho em mang cao gót. Và thứ ba là mọi người nhìn vẻ bề ngoài thì em cũng không có nhỏ bé lắm. Nên là em cần cái cảm giác an toàn được bao bọc chở che. Nên là em thích những cái bạn nào có chiều cao trên 1m75. Chị rất là giống em về cái quan điểm đó. Chị thích quen ai mà trên 1m8 mà cuộc đời của chị chưa gặp ai mà trên 1m8 á em. Chưa gặp ai trên 1m75 luôn á. Nói chung là nãy giờ nhu cầu bên nhà gái thì nó cũng có chỗ khó, cũng có chỗ dễ. Nhà trai tôi đáp ứng đủ á. Bây giờ hỏi cái tiêu chí đúng của bên rồi. Đó rồi. Tôi nghĩ bên đây đáp ứng hết luôn á. Nhà gái tôi dễ thương. Em bữa trai muốn mong muốn một người vợ tương lai của mình với tiêu chí như thế nào? Em thì hiện tại tại vì em sống với bố mẹ thì một người cũng biết lo lắng cho gia đình. Tại vì em ở đây với bố mẹ, chị em ở nước ngoài nên không ở đây được. Thì nói chung là nhà cũng có em, bố và mẹ thôi. Cho nên là cần một người nào đó về thì có thể vừa làm bạn với em, cũng có thể lo lắng tươm tất cho gia đình. Tức là một người có thể chia sẻ, thấu hiểu. Thì coi như phải về làm dâu rồi đó. Nhà em không có định nghĩa làm dâu. Nhà em thoải mái, thoáng về tư tưởng. Thì ở chung là làm dâu rồi. Bây giờ người nhà có ý kiến coi sao? Đúng. Rồi. Em đi với ai bé? Em đi với bạn thân của em ạ. Chào các cô gái. Dạ em chào tất cả mọi người. Em tên là Linh, là bạn học của Liễu Ngọc. Em thấy bạn nam này có vẻ là hơi khó tính. Liễu Ngọc thì có vẻ là người hơi cầu toàn hơn bạn. Hai người có thể cho nhau cơ hội. Rồi, em trai đi với ai? Em đi với người anh, chơi với nhau được cũng mười mấy năm rồi. Dạ chào anh ạ. Em thấy bạn nữ cũng dễ thương. Nói chung là hai người chơi cho nhau tìm hiểu đi. Em chơi với bạn này mười mấy năm rồi đó hả? Dạ. Chơi 12 năm. Có bao giờ xê dịch đồ của nó chưa? Dạ không. Không dám luôn hả? Nói chung là vô nhà chơi không đụng đồ, đụng chạm. Đụng la liền. Dễ sợ. Rồi thôi mở rào cho hai bạn gặp nhau đi nào. Vậy đi. Mở rào. Hai bạn đủ để có thể quyết định được những cái gì mà các bạn đang tiếp cận ha. Tấn công đi chàng trai. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ em cảm ơn. Anh cảm ơn. Anh có thể chia sẻ một xíu về món quà của mình được không anh? Anh tặng em quyển sách. Thì cái tên quyển sách này là Bí quyết trưởng thành. Thật ra thì nó ở trong nó nội dung cũng khá là hay. Anh nghĩ là tặng quyển sách thì nó sẽ hợp lý hơn. Dạ. Em có thể giữ làm kỷ niệm. Dạ. Đầu tiên thì em cảm ơn món quà của anh. Thì em cũng có một món quà gửi lại cho anh. Thì trùng hợp nó cũng là một quyển sách. Dạ em gửi. Cảm ơn nha. Quyển sách này nói về một cái phong cách sống là Ola. Giúp mình có thể cân bằng giữa cuộc sống, các mối quan hệ khác như là bạn bè hoặc là công việc. Thì hy vọng anh sẽ có một cái kỷ niệm vui với cuốn sách này. Anh cảm ơn em. Anh muốn hỏi trước về cảm nhận của em ha. Qua chia sẻ lúc mà chưa có mở rào á thì em hơi băn khoăn cái việc là
Thứ nhất là anh có một mối quan hệ với một bạn nữ thì kéo dài 2-3 năm và có sống thử 1 năm. Thì khoảng thời gian 3 năm không dài nhưng mà cũng không ngắn. Nhưng mà mình nói với bạn là mình không hợp nhau. Thì em thấy đó là một cái lý do chung. Em cảm thấy là nó chưa thuyết phục lắm. Thực ra thì có chút xíu nhầm lẫn, đó là anh sống với bạn đó khoảng được hơn 1 năm chứ không phải 3 năm. 3 năm là anh đang nói là những cái bạn trước đây có quen với anh á. Dạ. Thực ra không phải là đưa ra một lý do là không hợp để chia tay. Nhưng bởi vì là đã thật sự là cảm thấy là không hợp rồi á, mà mình cố gắng đi thêm xa nữa đó thì nó sẽ mất thời gian của hai bên. Dạ. Thì anh và bạn đó cũng thống nhất và đồng quan điểm là không tiếp tục nữa, chứ không phải là đơn phương từ anh. Dạ. Công việc của anh thì nó thường bắt đầu từ lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ, và nó có thường xuyên phải đi sớm về khuya hay là nó sẽ cố định một khung giờ? Anh là quản lý ca trực. Dạ. Tức là sẽ phải làm theo ca. Nói chung thì anh có khi phải làm ca đêm nữa. Đại khái là công việc cũng khá là nó không có thời gian cố định. Dạ. Chỉ là một ngày là làm 8 tiếng thôi. Thì em cũng xin phép có thêm hai câu hỏi nhỏ nữa. Nếu như đi du lịch đó, thì anh thích đi biển hay là đi rừng? Anh thích đi Đà Lạt. À vậy là anh thích đi rừng. Dạ. Ví dụ như hôm nay là thứ ba đi, nếu như anh với em có cơ hội tìm hiểu á, và em 12 giờ khuya em gọi em nói là bây giờ tâm trạng em rất là tệ và em muốn gặp anh để có thể là giải tỏa, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Bất cứ lúc nào em cần. Anh có câu hỏi nào dành cho em không? Em quê Vĩnh Long hả? Dạ đúng rồi. Em có mấy anh chị em? Gia đình em thì có 3 chị em gái và 2 chị đã lập gia đình và em là Út. Bố mẹ em có mong em có gia đình không? Tại thời điểm hiện tại là có, và mẹ em là người gợi ý cho em tham gia chương trình. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì em cũng chưa có nói với mẹ là em đang ghi hình. Ok, anh hỏi thêm một câu cuối cùng nữa là em cảm nhận như thế nào? Tại vì thật sự theo tiêu chuẩn mà em đưa ra là chiều cao là anh là thua rồi đó. Anh chỉ khoảng 1m7 thôi. Dạ. Yeah. Nên là sẽ phải có những cái cân nhắc thật kỹ từ anh và em. Anh muốn biết em cảm nhận như thế nào để anh cũng đưa ra một cái quyết định. Dạ. Vì sao cái tiêu chí chiều cao của em để cuối cùng thì đó cũng là một cái tiêu chí em cần thôi. Nhưng mà nếu như mà có những cái yếu tố khác mà bạn nam có thể chinh phục được em thì em vẫn có thể bỏ qua được cái điều đó. Cái cảm nhận thứ hai nữa, khi mà anh chia sẻ về cái vấn đề sống thử á, thì đó là một cái tạm gọi là một cái vật cản làm em hơi chùn bước một chút. Nên là nếu như được á, thì anh có thể chia sẻ hoặc anh nói một câu nào đó để có thể làm em có một suy nghĩ khác. Nói chung thì anh trưởng thành rồi. Dạ. Em thì anh nghĩ cũng là trưởng thành rồi. Tại vì qua cách nói chuyện của em thì nếu cảm thấy có cảm xúc thì mình tìm hiểu, có duyên thì tiến tới tình yêu. Dạ. Hai bạn bây giờ ngồi xa quá, nó chưa có một cái sự chưa có chất xúc tác được tác gì hết. Bây giờ em trai đứng lên nào, đứng nắm tay bạn gái. Em gái đứng lên nào. Em xin phép bắt tay một cái. Dạ. Bắt tay giống đối tác quá. Đấy. Em có làm một cái gì đó cho nó tình cảm hơn được không? Hai bạn đứng xích nhau, có thể nhìn thẳng mắt nhau, trao đổi một chút xíu gì đó. Nãy giờ cuộc nói chuyện này thì em thấy bạn gái thế nào? Em thấy bạn hiền. Nói chung hiền thì em cũng thích. Em khá là ngại tại vì cũng lâu lắm rồi em không có quen ai hết. Vậy ngại gì? Em hơi nhút nhát trong tình cảm. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà anh đủ thích một người á thì anh sẽ chủ động với người đó. Chính xác. Rồi, sân khấu của hai bạn. Bạn gái nói như vậy là tôi hiểu bạn gái muốn cái gì rồi. Em không hiểu nữa thì thôi nha. Mình trao đổi thẳng đi. Dạ. Mình đi thẳng vấn đề là em có đủ tin tưởng để có thể cho anh một cơ hội hay không? Anh có thể hỏi một khác không? Tại vì em nghĩ là chương trình mình có cái phần bấm nút, đúng không? Thì em nghĩ là cái phần bất ngờ đó em sẽ dành cho phía sau. Anh cũng khá là hồi hộp. Anh cũng không biết là phải hỏi gì. Tôi vào vị trí đi các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ quyết định bằng nút bấm thôi. Quyết định bằng trái tim của mình. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bấm là chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm là thật sự chúng ta có một chút rung động gì chúng ta hãy bấm nút bấm đó.
Sau 3 tiếng đếm nhá. 1 2 3 Rồi, chúc mừng các bạn. Tôi sợ không chết luôn á. Thôi mình yêu nhau rồi mình đừng bắt tay như vậy nữa được không? Mình nắm tay nhau đi. Thay đổi cách. Này, nói với anh. Thôi anh ôm em một cái. Dạ rồi, ok. Rồi, chúc mừng các bạn đã bấm nút. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mời em gái giới thiệu về mình trước đi nè. Dạ, em tên là Nguyễn Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Em đang làm nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm trường đại học ở Thủ Đức. Em đang sống ở quận 5 ạ. Sống quận 5? Dạ. Đầy đủ rồi ha. Mời bạn trai. Dạ, kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hữu Tài. Năm nay em 34 tuổi. Công việc của em là thanh tra viên của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em sinh sống và lớn lên ở thành phố luôn. Thì anh cũng làm ở quận 5 nè em. Vậy là hợp lý quá rồi đúng không? Dạ. Em làm mấy giờ đó? Ủa em quận 5 em đường nào? Dạ em ở Nguyễn Trãi anh. Ủa vậy hả? Vậy gần quá rồi. Anh nói là em không. Dạ. Có chừng quen nhau mà không biết á. Dạ chắc vậy. Mà có. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn được, làm bánh được. Làm bánh gì vậy ngon em? Em làm được một số bánh anh. Là có thể là bánh dân gian hoặc là bánh bây giờ cũng có nữa. Thôi em đừng mời bánh anh Quyền Linh nha. Dạ. Mời anh nha. Anh cũng mập lắm rồi đó. Rồi còn nhược điểm của mình là gì? Dạ nhược điểm của em là em hơi nóng tính một xíu và em hay quên. Nhưng mà quên á thì vẫn có thù dai. Ai mà hỏi lại em những cái chuyện mà nó gây cho em trong quá khứ thì em vẫn nhớ rất là rõ và kể lại cho bạn nghe. Nói chung á là mượn tiền người ta thì mau quên nhưng mà thù thì nhớ mãi. Đúng rồi. Bên kia bạn trai thì sao? Ưu điểm nhược điểm của em là gì? Em rất là hoạt bát. Như là ở trong cơ quan em thì những phong trào nào thì em là đều tiên phong, gọi là xung phong đi đầu hết á. Bạn em nói chỗ nào có may là chỗ đó có tiếng cười. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em á thì em nói thiệt anh là em rất là thẳng tính. Những người nào mà mới biết mình á thì là người ta thấy cảm thấy khó chịu. Nhưng mà sau khi mà quen lâu á thì người ta sẽ người ta hiểu tính mình là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có ý gì khác hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng được vài mối tình. Vài mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? Dạ mối tình dài nhất là cũng 4-5 năm. 4-5 năm là dài lắm, lý do sao chia tay em? Dạ tại vì nó mối tình đầu á chị. Thời đó là em đi học thời phổ thông mà. Sau một thời gian cũng thích này nọ, sinh viên lên là tự nhiên mình cảm nhận là cái tình này không phải như là tình yêu nữa, chỉ tình mối tình học trò thôi. Sau này thì em với bạn đó thì cũng trở lại bạn bè bình thường. Sau bạn này có chồng tình... chưa? Có con luôn rồi. Ồ vậy hả? Bạn gái mình có mấy mối tình rồi em? Dạ là em có 2 mối tình nhưng mà có một mối tình đầu tiên là thời phổ thông thì nó là trên mức tình bạn một xíu thôi. Nhưng mà sau đó thì em phát hiện là bạn đó hơi lăng nhăng một xíu nên là chia tay. Dạ. Còn mối tình thứ hai là năm tư đại học là khoảng 6 tháng. Sau đó là gia đình bạn trai là không có thấy hợp tuổi nên là chia tay. Mới quen được có 6 tháng chia tay. Dạ, hồi đó giờ em cũng chưa có nụ hôn đầu nữa. Chưa có nụ hôn đầu? Dạ. 2 mối tình chưa có nụ hôn. Bên em có hôn chưa? Trời ơi, ông này ông cười ghê quá. Tôi phải coi ông cái nụ hôn của ông kia này. Ta nói không có thì bên đây có không? Dạ rồi, anh chứ sao nghĩ sao chưa hôn chảy. Hôn khá khá chưa? Là hôn một người nhiều hay là nhiều người? Nhiều người. Trời ơi, không được. Nghe hùng khoái lắm. Thì tự hiểu anh nói chứ em sẽ giấu nó được. Trời ơi, nhưng nhát mà... quá. Bấm nút là tôi bắt hôn 15 phút liên tục nha. Trời chắc. Bây giờ chị hỏi bạn gái nè. Dạ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Không hô, không mớm mà cũng không hói luôn. Được. Có điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Dạ là tính hay ghen. Chà, cái này phải hỏi à. Em có hay ghen không? Dạ lúc trước cũng có ghen lắm nhưng mà sau nhiều mình thấy á thì mình cũng bớt từ từ chị. Ghen cái nào đúng thôi. Dạ đúng rồi chị. Không chứ chắc, ghen dạ. Bậy ghen bạ dạ, dạ. Phụ nữ ta cũng mệt mỏi lắm. Dạ đúng rồi. Ha. Vậy là bên đây chuẩn đó nha. Dạ. Đẹp trai nha.
rất có duyên, tính tình vui vẻ phóng khoáng, nụ cười sảng khoái hồn nhiên. Dạ. Bây giờ chị hỏi em nè, nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Nói chung chị em cũng lớn rồi, thí dụ mà được thì có thể là cuối năm hoặc là đầu năm cũng được. Có làm dâu với ba mẹ không hay sao? Dạ thì điều em thì chắc phải làm dâu em ơi. Tại vì nhà anh giờ còn mình anh nè. Tốt thôi, chuyện nó bình thường. Với lại tại vì có đứa em nữa, mà đứa em nó tranh thủ nó chạy trước rồi. Em dạ. Trai. Dạ, em trai. Cưới vợ xong rồi tranh thủ chạy rồi. Chạy rồi. Còn mình em ở lại với ba mẹ thôi. Ôm xôn vui. Ôm xôn mai mốt lại ôm cực nhà luôn. Vợ giữ cười được. Được em, làm dâu có ok không? Dạ, nói với em làm dâu bình thường. Đúng rồi, chuẩn. Được, được em. Rồi, nhà gái đồng ý rồi đó, nhà trai muốn tính gì tính đi. Rồi, bây giờ anh sẽ qua coi mắt đàn gái bên kia thế nào. Dạ, anh coi giùm em đi. Coi giùm em, nhưng mà em mong muốn hình mẫu lý tưởng của em về đàn gái thế nào. Em á, là em là dân thể thao, em thích thể thao lắm. Thì em cũng nghĩ là bạn đó cũng dáng mảnh khảnh, khỏe khoắn. Mảnh khảnh, sao khỏe được? Không, ốm nhưng mà khỏe. Ốm mà khỏe. Dạ. 45-50kg. Vậy thôi hả? Đơn giản thôi. Đơn giản. Đã, tóc dài. Tóc dài. Dạ. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn hả? Tóc ngắn cũng được. Có xăm. Nhưng mà thích tóc dài hả? Có hình xăm được không? Hình xăm chỗ nào? Thì ta xăm chỗ nào kể người ta. Rồi. Được xăm không? Được, được. Vậy thoải mái rồi. Tóc dài mới khoái đúng không? Dạ. Anh này tôi chịu rồi đó. Vui á. Ô, chào bạn gái. Tóc dài, có dài. Dài tới đâu anh? Dài. Dài. Tóc dài, dạ. Hơn em chút. Dạ. Nhưng mà cá tính. Cá tính hả? Tóc vậy mới cá tính. Dạ. Ha. Dài quá mất công, vô tốn dầu gọi. Trời em gái. Dạ. Dễ thương. Hiền thục ha. Dạ. Bây giờ em cảm nhận gì anh bên đây thế nào? Dạ, em cảm nhận là anh bên đó cũng vui tính. Anh vui lắm. Dạ. Quá vui luôn. Nhưng mà sao anh không hiểu tại sao tới giờ này mà em chưa hôn, anh không hiểu luôn á. Dạ, lúc ban đầu thì học cấp 3 thì lúc đó thì lo học nhiều hơn. Không có thời gian đi chơi hay đi này nọ. Còn lúc lên đại học thì đa số là ai cũng nghĩ là em có người yêu hết. Giờ anh hỏi thiệt nha, em thích trai hay gái? Dạ thích trai chứ. Thiệt không? Dạ thiệt. Giờ cũng khó hiểu lắm nha. Em thích trai hay gái? Em thích gái. Em thích gái. Phải không? Thiệt. Định kiểm tra lại hai bên. Chứ giờ cũng nghi ngờ lắm. Giới tính đôi khi nó hài hòa lắm. Hài hòa. Được rồi, em thấy ổn đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với bạn em, bạn cấp 3. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Nam và các bạn khán giả. Em tên Thanh, em là bạn cấp 3 với Thảo. Thảo có ưu điểm là rất là khéo tay, biết làm nhiều đồ handmade lắm. Điểm yếu của bạn Thảo là nhiều khi điên quá, cũng nói hơi nhiều. Em thì em thấy bạn Nam bên đây cũng khá là đẹp trai. Nhìn cũng có vẻ tươm tất. Thì hỏi thêm bạn Nam là không, anh đi làm như vậy là có đi nhậu nhiều không anh ha? Không, anh thì có nhiều kèo lắm, nhưng mà quan trọng kèo nào mình thích nha thì mình mới nhậu rồi em ơi. Lỡ đi nhậu mà bạn gái không cho thì có đi không anh? Ví dụ mà bạn thân anh mà, ví dụ mà thì lâu lâu nó ở quê nó vô lên đây nó công tác hay là đi công việc gì đó thì anh ra phải nhậu một xíu, chẳng lẽ cản thì cũng kỳ đúng không em? Thì em thấy hai bạn cũng khá là hợp nhau, thì hy vọng là sau chương trình thì hai bạn cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại người thân em, với lại đồng nghiệp. Dạ xin chào chương trình, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Và chào bạn gái bên đây. Thì cô là cô ruột của Tài. Trước mắt thì cô thấy là cái tánh con là điềm đạm, là hơn Tài vậy đó. Là một, để kìm cái tánh của Tài. Đôi khi Tài vui vẻ lắm và phóng khoáng, nhưng mà có điều là nhiều khi cười nó hơi lớn tiếng quá đó, thành ra là mình bên đây là điên thì bên kia cũng hơi vậy đó, thành ra là có thể là mình điều chỉnh lại. Hai con á, mặc dù là từ 6 tháng đến 1 năm nhưng mà mình cũng phải nuôi dưỡng tình yêu đủ lớn để mà khi mình về nhà mình làm dâu á thì mình là một cái người con dâu Thảo trong gia đình. Và cô mong là hai con hôm nay sẽ cho nhau một cái cơ hội để mà có thời gian tìm hiểu và rất mong là hai con sẽ thành công trong cái việc hẹn hò này. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Anh nghĩ là không cần thay đổi đâu, tính Tài
dễ thương mà, cứ giữ thế này thôi ha. Cười lớn cái này. Rồi thôi, kéo mở rào ra. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Thôi thôi. Em, anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn. Ở chết còn đây nữa. À tặng em. Cái gì đó mở ra em. Mở ra coi. Dạ em cũng có món quà bạn. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Cái gì nhỏ nhỏ đó. Dạ. Mấy cái gì mở nhỏ nhỏ mở ra em. Dạ. Thì em mở quà. Dạ. Dạ là một cái kẹp tóc ạ. Kẹp. Ủa, cái đó cái kẹp tóc hả? Dạ cái kẹp. Và giờ là một cái đồ cột. Kẹp lên. Hả? Quá kẹp. Cột đâu. Cái này cái kẹp mà nó phải cái cột. Cột phải kẹp. Vừa kẹp với cột. Thì kẹp. Thì bây giờ mình kẹp lên. Kẹp. Em cũng chả biết kẹp sao. Kẹp đây nè, cái bính đây bên ngoài nè, đây nè, kẹp đó. Cứ kẹp lại đi. Đó. Trời ơi, dễ thương mà thấy không? Chào em Thảo. Dạ chào. Hôm nãy em giới thiệu em sinh năm em nhiêu tuổi ta? Dạ là em 26 tuổi. 26 tuổi hả? Dạ. Ồ, em sinh năm 92. Dạ. Vậy hợp với anh rồi. Dạ. Nghe nói em chưa có nồng hôn đầu đời luôn hả? Dạ. Em nằm mơ cũng thấy người ta hôn em chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Dạ. Vậy em là, vậy là em nghĩ cái nụ hôn đầu đời nó như thế nào? Em có suy nghĩ đến, tưởng tượng đến không? Dạ không. Thì nói cho người ta biết đi, nụ hôn nó làm sao? Em đâu biết đâu. Trời sao không biết. Em rồi thì em mà kể cho người ta cái kinh nghiệm đi, nói tả thử cảm giác của em làm sao. Mỗi người mỗi cảm giác anh ơi. Vô kế hoạch hẹn hò đi chơi sao? Thì kế hoạch hẹn hò thì sau thì chương trình này thì có gì mình hẹn chắc có hai vé xem phim rồi mình đi xem đâu phim có. Chứ. Trời ủa? Ơi. Đâu ra? Ủa vậy hả? Nhớ có hả? Hết rồi. Ừ. Anh thì anh nói chung thì cũng có lãng mạn. Nhưng mà có lãng mạn đến mức mà là sến không anh? Không, anh không dạ. Sến đâu em ơi. Em dạ đừng... là tại vì em không có thích bạn nam mà sến quá. Dạ. Anh mình anh chân thành tế, là được. Anh thực tế dạ. Chân thành lắm chứ không có sến em ơi. Dạ. Anh cũng trải qua nhiều mối tình rồi thì nói chung là cái tim thì nó không còn như gọi là hồi lúc xưa nữa mà trời ơi, hồi hộp á. Hy vọng là mình cũng gặp ở đây có duyên thì anh cũng mong là được tìm hiểu em kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, nếu trái tim ta có rung động thì ta mới bấm. Nếu cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm, không bấm, để cái nút bấm đó cho những người khác. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng em. Rồi, như vậy là hai bạn đã đồng ý bấm nút. Hãy nắm tay nhau. Ôi. Ủa. Có bao giờ có bạn trai nào nắm tay bạn chặt đến nhất vậy như vậy chưa? Dạ, cũng. Cảm giác bây giờ mình như thế nào? Dạ, là thấy cũng rung. Cũng rung? Dạ. Hung còn rung nữa. Muốn minh chứng rằng cái sự bấm nút đó gì không trời được. Trời ơi, người ta nụ hôn đầu đời. Đầu đó. Tiên em phải làm ấn tượng. Chẳng thôi. Hả? Nào chuẩn bị. Hôn. Không rồi. Trời ơi, ông này chán ông ghê luôn. Sao con gái? Cảm giác sao? Nó có rung hơn nữa không? Dạ, thấy cũng bình thường. Thấy chưa? Dạ. Thấy bình thường. Thấy bình thường. Chưa có chứng minh được bản lĩnh đàn ông. Mình làm lợi. Từ từ nha, để yên nguyên. Thấy sao? Thấy bình thường. Gì? Dạ. À, anh hỏi bạn đó đó. Không, anh hỏi em trước nè. Dạ. Em hung thấy sao? Thấy rung rung. Nó phải cảm giác của bạn gái. Dạ rung. Dạ rung phải đúng không? Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chào em giới thiệu đi mình đi. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bích Hà, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Quảng Nam và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng chuyên về mảng nhân sự cũng như là bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tại đâu?
tại thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Em xin kính chào anh Quỳ Linh, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể các quý vị khán giả. Em là Trương Văn Hội, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng cho công ty của phần phát triển dự án đầu tư IDC. Em làm việc ở đâu? Ở quận Phú Nhuận chị. Rồi, ưu điểm của hai bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn ngon, không hút thuốc, gọn gàng, sạch sẽ chị. Khuyết điểm của em là hay quên, hơi khó tánh chút. Và ngủ thì ngáy. Ngáy dữ không? Lớn dữ, không? Lớn lắm. Lúc nào cũng ngáy hay sao? Không, mỗi lần đi nhậu á, về nó hơi mệt nên người nên ngáy nhiều quá. Chị chỉ có nhậu là nhìn ngáy thôi đúng không anh? Ờ, cái đúng rồi, đúng rồi. Rồi, anh gái, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ. Còn khuyết điểm nữa là gì? Nói đi, trời ơi, sao mà chậm là, vậy? Em nhậu hơi nhiều chị. Ăn nhậu nhiều, bởi vậy ra ngáy nhiều. Bây giờ muốn triệt cái ngái thì phải triệt bớt cái ăn nhậu. Dạ đúng rồi chị. Có bụng bự không? Bụng hơi bự chị ơi. Đó, nhậu quá mà bụng bia là đúng rồi. Tôi không nhậu, bụng tôi cũng muốn bự rồi nè. Rồi hết chưa? Hết khuyết điểm chưa? Dạ hết chị. Rồi tới bạn gái. À, dạ, ưu điểm của em thì mọi người hay nhận xét em là người hòa đồng, vui vẻ và rất là nhanh nhẹn. Còn nhược điểm của em là rất là khó tính. Và do cái nhanh nhẹn nên những cái công việc mà tỉ mỉ em không làm được. Dạ. Rồi, đó là ưu điểm, khuyết điểm đó. Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường thì trước giờ em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình kéo dài hơn 3 năm. Dạ. Và kết thúc bây giờ chắc tính là cũng 4 năm hơn rồi đó. Lý do sao mình chia tay em? Cái công việc hai người nó cứ bận rộn. Thứ hai đó là do anh đó không có quan tâm. Tức là khi mà em với anh đó với cách nhau chỉ có 100m đường chim bay thôi. Nhưng mà thời gian gặp nhau là tính 3 năm trời, là tính bằng trên đầu ngón tay thôi đó. Gì kỳ vậy? Dạ. Cái đó là em cũng không biết. Nhưng mà sau này phát hiện ra là do anh đó không có chụp thủy. Đúng rồi, phải có lý do chứ, dễ gì mà tự nhiên cách nhau có 100m người ta 100 cái số. Như vậy là không yêu nhau thật sự rồi. Không yêu nhau. Cách nhau có 100m đường chim bay mà 3 năm gặp nhau đếm đầu ngón tay chắc chắn là không yêu thương nhau rồi. Ủa vậy cái đó có tính mối tình không anh Linh? Không, cái đó anh nghĩ không phải là mối tình đâu. Đâu phải tình yêu đâu. Chắc anh ấy kiếm thêm á. Anh trai. Cái đó tội nghiệp lắm á nha, thấy thương lắm á nha. Dạ, em thì có hai mối tình chị ơi. Mối tình gần đây nhất là cách này 4 năm thời sinh viên chị. Chia tay là do em cũng có tính hay quên. Hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Quên có một lần hả? Dạ quên nhiều lần. Trời nhưng ơi. Mà gặp lại là cái đó là bậy rồi. Em quên lần còn phải tha thứ được, quên nhiều lần là bậy rồi. Đúng rồi. Hay là kiếm thêm nữa. Ừ. Có thương người ta thiệt không em? Dạ có chị. Thương mà sao sinh nhật người ta mà quên hết lần này đến lần khác? Không, lúc đó em lên lưu bu của việc làm đồ án gì. Trời ơi, mình phải lưu vô bộ nhớ chứ, lưu vô điện thoại nhắc nhở. Cái này là ham làm nữa rồi. Lúc đó em xài điện thoại của Bắp chị ơi. Đừng có đổ thừa cho cùi Bắp với cùi gì hết á. Mình yêu thương nhau, mình phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Đừng có 100 mét mà mấy năm trời gặp nhau chưa tới đầu ngón tay thì bạn hình như quen nhau mấy năm chắc lo sinh nhật chắc được một lần quá. Chắc không được lần nào. 2 năm anh. 2 năm? Lo sinh nhật được mấy lần? Lo được lần thứ 2. Vậy là quên có một lần à? Không, mà nhiều cái quên, nó dù hẹn quên. Hẹn quên nữa trời ơi, không được rồi. Rồi thôi, cái này xong. Chắc chắn nội này kiếm thêm nữa rồi. Bây giờ bắt buộc là giờ phải quan tâm nha. Dạ. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của Hà sao nè? Dạ, về bề ngoài thì cao 1m65. Còn em là người rất là mê trai đẹp, nhưng càng đẹp trai càng tốt. Có cái mẫu người lý tưởng không? Đẹp cỡ nào? Cỡ anh Hứa Nguyễn Văn. Hứa. Tại vì em mê trai đẹp. Còn là về chắc chưa hứa được đâu. Tính tình thì em đặc biệt ghét người gia trưởng, gọn gàng, sạch sẽ là được. Bên đó gọn gàng, sạch sẽ đó. Dạ. Nhưng mà ở miền Trung là không có gia trưởng thôi em ơi. Dạ, cũng có ít đó anh. Dạ, anh có gia trưởng không ạ? À, không em. Ảnh hẹn anh còn quên gia trưởng gì nổi như gia trưởng. Đây á, đàn trai là dễ thương, nhẹ nhàng, không đến mức gia trưởng đâu, em đừng lo. Chỉ có điều hơi nhậu hay quên thôi. Ví dụ như mà được thì anh có thể gì bỏ nhậu bớt được không anh? Bỏ nhậu em do không phải giảm nhậu chứ không phải là bỏ nhậu. Rồi giảm nhậu thì có thể, tại vì đặc thù công việc là hơi cũng nhậu hơi bị nhiều. Rồi vậy Hội thích mẫu người bạn gái như thế nào? Cái ngoại hình thì dễ nhìn, ăn nói thì biết kính trên nhiều dưới, có cá tính một chút là được rồi. Bây giờ em nghe nói chuyện em thấy cô gái bên kia có cá tính không? Không, nhẹ nhàng. Thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy đâu anh nha. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Nhuộm tóc chị. Nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị. Này cũng giống Hứa Vĩ Văn à ha.
Mình bỏ bớt ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa ha. Sau này vợ con nữa. Rồi bây giờ nào thì em tiến tới hôn nhân được? Thì hiện tại ba ở nhà thối dữ lắm rồi chị. Ba nói sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Đúng rồi chị. Năm nay lấy luôn có kịp không? À, có nhanh quá không em? Dạ được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Nhưng mình lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Tương lai gần thì em ở trong này. Còn về già thì chắc em về quê. Chưa biết không? Ha, già dạ, chưa biết tính sao đi ha. Rồi, được rồi đó. Coi được thì trong năm nay lấy luôn đi, đặng có ba lo, nghe không? Em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Em chắc bên đó dễ thương. Chương trình đã lo rồi là ai cũng dễ thương hết trơn á. Chắc hiền. Cũng rồi, nhưng em cần cá tính đúng không? Không mà hiền cũng được. Hiền cũng được ha. Mà ở nhà hiền hơn, ngoài thì dữ. Thôi, chào con gái. Nếu cần giữ em có thể giữ được không? Dạ em hung lắm anh. Được. Anh này á là dễ tính, dễ thương nhưng phải cần có người hung hơn ảnh. Dạ, cái đó chắc em làm được. Rồi, ok. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại thím, với lại vợ chồng của anh hai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào bạn Nam. Dạ, chào. Chào thím. Thiên á, đây là ở cùng với cháu này được gần 6 năm. Cá tính của bé Hà là rất là nóng tính và cũng hơi dữ, cá tính dữ lắm. Đi thím thì thấy bạn nam này khoảng 60%. Rồi, cảm ơn thím. Giờ còn 40% nữa để coi bạn kia giải quyết thế nào. Hỏi đi với ai? Dạ, em đi với mấy anh em đồng nghiệp. Dạ, chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Hội là người trầm tính. Em thấy bạn gái rất dễ thương. Có nói chung là nét người phụ nữ của gia đình Việt Nam. Mong muốn là cho hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau. Thôi. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt. Chào em. Chào anh. Thấy chưa, quên, cái vụ quên này. Đến chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Cái này là tượng trưng cho tình yêu. Một tình yêu gọi là tràn đầy sức sống như cái loài hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh thấy em như thế nào anh? Có hợp với cái sở thích của anh không ạ? Hiện tại thì chắc anh chưa biết, để anh tìm hiểu. Chắc có khả năng là tìm hiểu dài dài đó. Anh muốn hỏi em là em nghĩ gì về gia đình? Em rất là thương yêu gia đình. Em thuộc tiếp người con người của gia đình. Nếu mà được á, thì em muốn sống với gia đình hơn là sống riêng. Sở thích của em là gì? Ca hát và thích cài phim. Giờ em có thể hát cho anh nghe cái bài gì đó. Dạ được. Em sẽ hát bài Em Về Tinh Khôi. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi bụi chiều thơm ngát. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu sơn thành mê say. Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng anh. Về tương lai ví dụ như con cá hay này kia đó, em có cái gì quan điểm về chia sẻ luôn? Về con cái thì em nghĩ là hai đứa là được rồi. Không, anh nghĩ là thêm đứa nữa đi. Anh nghĩ. Dạ, cái đó tính sao đi anh. Em là một người trí nhớ rất là tốt. Nếu như mà anh trí nhớ quen thì em có thể nhắc nhở anh. Em sẽ bù trừ anh cái việc đó. Rồi, cảm ơn em. Nói gì bạn gái đi. Là nó hồi hộp lắm, anh không biết nói gì chứ. Hả? Bạn gái nói chung là khá là xinh đẹp. Và cái tính tình thì cũng phù hợp với em. Em hy vọng là sẽ nghe cái giọng hát của bạn gái trong tương lai và mãi mãi. Bây giờ bạn trai nhát quá, bạn trai đứng lên. Trời ơi là gì mà né, tôi kêu đứng lên thôi mà né. Nhờ nắm tay bạn gái nè. Nói cái gì đó, nói một câu cho nó đàng hoàng. Điện chắc truyền qua lỡ chị. Dạ, em cũng có một... Anh cũng có một câu ngắn gọn như này thôi. Trong cuộc sống thì em có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà hãy chọn anh, vì anh sẽ mang cho em những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Nếu có chút cảm xúc và nghĩ rằng đối phương có thể phù hợp với mình để mình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì chúng ta bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Làm gì cũng chờ hồi sợ quên bấm á. Ra vô bấm cho chắc ăn đúng không? Đúng rồi. Rồi nắm tay nhau rồi thì mình hôn nhau thôi. Nắm tay cũng được. Dạ. Con xin phép thím Huy Anh là cho em hôn. Được em hôn hả? Được hôn em chứ được em hôn đâu. Hôn má đàng hoàng, tay là nắm nhau thật chặt.